Xin kính chào quý vị và các bạn. Cho đêm nay, mưa rông tại Bắc Bộ sẽ giảm dần với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 10 đến 20mm. Nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh, cũng như là nguy cơ sạt lở đất luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Sang ngày mai, nắng sẽ xuất hiện từ sáng sớm, khiến cho nền nhiệt độ tăng nhanh, trưa chiều ở mức là 32 đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ và được dự báo là sẽ còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Đến với các tỉnh duyên hải miền Trung, nắng nóng tại đây cũng gia tăng. Suốt dọc khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, Bình Thuận về chiều tối chỉ có mưa vài nơi, còn ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 34 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng 37 độ. Nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm giảm thấp khiến cho nguy cơ cháy nổ, cháy rừng bị đẩy lên cao, người dân cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra thì người dân tại đây cũng cần chủ động bổ sung vitamin, khoáng chất cũng như là hạn chế làm việc ngoài trời lúc ban trưa để đảm bảo sức khỏe. Gió mùa Tây Nam không hoạt động quá mạnh nên tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông chỉ xuất hiện rải rác với lúc chiều tối và tối trong thời đoạn ngắn. Nhưng người dân vẫn cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ không có sự biến động đáng kể, mức nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên là 21-33 độ và Nam Bộ là 24-34 độ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa chỉ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống ở mức 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm sáng có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, mưa tập trung ở vùng núi, ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Bắc có nơi cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tin thủy văn, thủy chiều cao, mực nước trên các sông dao động theo thủy chiều và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức từ 1,55 đến 1,75 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,25 đến 1,45 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức từ 1,6 đến 1,8 m, thấp hơn báo động 1 từ 0,7 đến 0,9 m.